chương không tự rút kiếm quyển 1 vinh quang viễn chinh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com rốt cuộc không có gì có thể so sánh hiện tại càng hỏng bét thiêu đốt bầu trời màu đỏ sậm vân chi vòng xoáy tại thương khung chỗ cuồn cuộn kim sắc lôi đình mập mờ ở giữa không gì sánh được nóng rực khí tức khuếch tán gào thét lên gió mạnh phất qua đại địa để nguyên bản ngưng kết bụi thạch lần nữa hóa thành dung nham sau băng năm 855, nay à cứ điểm, một người nam nhân đứng ở trên tường thành, ngóng nhìn chân trời. Hắn mắt phải gốc có một đạo to lớn vết sẹo, ánh mắt như là sắt thép một dạng lạnh lùng, to lớn khải giáp bao khỏa to con thân thể, phía trên có khắc họa lấy như thủy tinh sáng long lanh phù văn, phía sau nhưng là một bả to lớn tới có thể so với người thân thể đại kiếm, tinh kim làm võ phong nhận, trên thân kiếm trải rộng vô pháp rửa sạch vết máu. Vân động, áo choàng bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, nhiệt độ cao đốt nướng làn da, bốc hơi trình độ, mà các sỏi đập nền khải giáp, chậm rãi trượt xuống. Nơi này là cho tàn chi khư, quần tinh vẫn lạc chi địa, so địa ngục canh nóng rực địa phương. Sắp đến rồi, nghĩ như vậy tới, nam nhân nắm chặt song quyền, chậm rãi thở ra một hơi. Soạt, từng bóng người, theo màu bạc trắng truyền tống quang mang xuất hiện tại trên tường thành. Bọn hắn cầm trong tay khác nhau vũ khí, ánh mắt kiên nghị, nhìn tất cả đều thân kinh bách chiến, huyết sát chi khí đập vào mặt, không bao lâu, đã có vượt qua trăm người quân thế đứng tại cứ điểm trên tường thành, những người này cũng cùng nam nhân, dơ lên đầu lâu, nhìn về phía trên bầu trời thương khung. Đến rồi. Theo cái này không biết là ai nói suốt lời nói, màu đỏ sậm xoáy mây đột nhiên sáng lên, vô số xích hồng sắc điểm sáng xuất hiện ở trong đó, bọn chúng ngay từ đầu không hề dễ thấy, nhưng theo thời gian chuyển dời, điểm sáng này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cho đến tất cả mọi người trông thấy, kia bày khắp bầu trời, tự hồ muốn hết thảy che đậy xích sắc ánh sáng. Lưu Tinh, kia là đem tầm mắt chiếm hết, vô cùng vô tận Lưu Tinh. Nam nhân nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Vẫn tin cùng đại khí xung đột, sinh ra quang mang, bọn chúng lôi lấy từng đầu xích sắc hỏa tuyến đem bầu trời lấp đầy, phức tạp điểm sáng lẫn nhau giao thoa hạ xuống, thiên thạch cùng đại khí xung đột, nhiệt độ cao cùng lực cản đem những ngày này ngoại lai vật vỡ nát ma diệt, sau đó hóa thành màu đen bụi, nhưng này từ xa không xa bên ngoài mà đến, vô số thiêu đốt lên quần tinh y nguyên liên tiếp gào thét lên đột phá mây đen, rơi xuống mặt đất, đây là kiên cố nhất thành tường cũng vô pháp. Ngăn cản lực lượng Oanh sau so địa chấn mãnh liệt hơn chấn động đánh đại khí, đem trong thiên địa tất cả hóa thành mơ hồ gần sống Khói đen từ vặn vẹo nhiệt lưu bên trong dân lên, đại địa trong nháy mắt hóa thành địa ngục, dòng nham thạch nhẹ, đem hết thảy hóa thành địa ngục hỏa hải. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Nương theo lấy bỗng nhiên tăng cường lưu huỳnh khét lẹt, liền xem như từ thiên ngoại hạ xuống cũng không có vỡ nước ra thiên thạch chậm rãi từ trong ra ngoài vỡ nát thành mấy khối, từ đó đi ra là có đen nhánh giáp sát, loại người ngoại hình, quái vật. Liệt hỏa liếm liếm lấy thân thể của bọn chúng, dùng nham vút bọn chúng thể xác. Theo những này thiên ngoại lai khách không ngừng đến, đại địa bị đâm vào từng đạo vết nước hố lớn, như trăng diện một loại, mà tại năm nhân trong tầm mắt, trùy sao số lượng sấp xỉ vô cùng vô tận, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô pháp tính toán thiên thạch hạ xuống. Liền như là thánh hiền trong dự ngôn nói như vậy. Tại trời và đất khởi nguyên, hải cùng núi chỗ sâu, ban đầu hỏa chủng khuynh đảo, cho nên nóng rực cùng gió mạnh thiêu tẩn chư hải, hỏa vân cùng cho tàn che đậy thương khung, trên trời sao rơi xuống hắc ám nguyên mở ra, lưng núi sụp đổ là bồn địa, hạp cốc tăng lên thành núi cao. Sao băng thiên khuynh, vạn vật băng diệt, đây là nhân thế điểm cuối. Người thành thị thiêu đốt lật úp, người văn minh sụp đổ hủy diệt, người dân chúng chịu đựng khó khăn, người xã hội tán loạn vô hình. Không cần suy nghĩ liền có thể biết rõ, cái này chính là tên là ác ma hủy diệt, tên là hỗn độn chung mạc, đến từ thâm uyên chỗ sâu nhất tà ác. Nhìn không được siết chặt nắm đấm, nam nhân vô pháp ức chế chính mình phẫn nộ cùng chiến ý chư vị rút kiếm cùng hủy diệt cùng tận thế chiến đấu nắm chặt chui kiếm lóe ra phù văn cự kiếm chậm rãi từ phần lưng rút ra phong bế kiếm nhận tinh kim khối rớt xuống đất phát ra nổ thật to nam nhân nhìn xem ngay tại tụ tập giống như thủy triều vọt tới ác ma đại quân nhếch miệng cười tấn công ta thích sau đó chính là thỏa thích chiến đấu cho đến bị một bả phía sau kiếm kết thúc. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.